Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California, tức là 8 giờ 30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau. Đầu tiên là Hội đồng Bảo an Liên Quốc bỏ phiếu để mà chấm dứt sứ mạng hòa bình của họ tại Mali. Bản tin mới nhất từ ở Liên Quốc cho biết thì hội đồng bảo an Liên Quốc đã chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay thứ sáu nhằm chấm dứt một cái sứ mạng gìn à, giữ hòa bình tại à, Mali kéo dài khoảng một thập niên qua ở Tây Phi, trong đó gần như là có tới à, 13.000 binh sĩ trong lực lượng này và họ sẽ rời khỏi và sẽ không trì hoãn, dự tính sẽ chấm dứt chiến dịch này có cái tên gọi là MINUSMA. À, tiếp theo nhiều năm chính quyền đã có sự giới hạn và lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây đã bắt đầu có những cái việc rút quân ra và họ phải làm việc và gần như là đối đầu với lại nhóm lính đánh thuê của Nga là Wagner từ năm 2021 và lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây được xem là đóng vai trò rất quan trọng để bảo vệ cho thường dân trước những cuộc tấn công của các nhóm Hồi giáo được xem là quá khích và đã khiến cho hàng ngàn người bị thiệt mạng. Một số nhà chuyên gia e ngại rằng tình trạng an ninh tại đây sẽ tệ hại hơn sau khi mà cái phái đoàn của lực lượng gìn giữ hòa bình rời khỏi đây và chợ Mali có thể sẽ trở thành một cái nơi có thể là một cái cuộc hỗn loạn trong các cuộc giao tranh giữa các lực lượng lính đánh thuê, trong đó có khoảng 1.000 binh sĩ của lực lượng Wagner đang có mặt tại đây chia và cùng giao tranh với tất cả những lực lượng dân quân kiểm soát ở một số khu vực ở sa mạc cũng như là trung tâm của Mali. Mali, chúng ta cần phải có một cái quyết định, đó là lời phát biểu của một viên chức ngoại giao tại Hội đồng Bảo an Liên Quốc đã đưa ra trong một cái điều kiện giấu tên. Chính quyền của Mali đã không cho biết về tình trạng mà họ rút qua phía là lực lượng gìn giữ hòa bình rút quân ra khỏi đây. Tuy nhiên thì họ nói rằng là họ tôn trọng tất cả những cái quyết định của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đó là bản tin đầu tiên liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc đã đưa ra một số những danh sách mà những công ty đã hợp tác để xây dựng đấu thầu trong các khu định cư tại Do Thái. Bản tin từ Geneva cho biết thì cái hội đồng nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã cập nhật danh sách tất cả những công ty nào mà đã giúp cho do Thái xây dựng các khu định cư và trong đó xóa bỏ 15 công ty đã nằm trong cái dữ liệu của họ và không có liên can tới việc giúp cho do Thái xây dựng định khu định cư mà họ cho là bất hợp pháp. Đây được xem là một cái cuộc cập nhật mới nhất à, giữa lúc đang có à, diễn ra các cuộc bạo động tại khu vực Tây Ngạn trong vòng 15 tháng qua và đã dẫn tới những cuộc chết chóc khá nhiều tại đây và được xem là lớn nhất kể từ năm 2020 -20. và trong đó gần như là có những tay súng của Palestine đã bắn vào binh sĩ và các người định cư Do Thái và ngược lại thì phía Do Thái đã mở các cuộc đột kích vào các ngôi làng của người Palestine. Tuy nhiên thì phía Liên quốc đã giới hạn rất nhiều những cái ngân sách của họ trong việc mà đưa ra tổng cộng có tới 112 công ty đã làm việc với lại phía chính quyền Do Thái để xây dựng các khu tái định cư và các khu tái định cư này được xem là xây dựng bất hợp pháp trên khu vực ở vùng Tây Ngạn. Thủ tướng của Do Thái là ông Netanyahu đã bác bỏ tất cả những cái uh, danh sách của phía Liên Quốc và cho rằng đây là hành động tấn công trực tiếp vào lãnh thổ, vào cái uh, chủ quyền của Do Thái và dữ liệu này đã được Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp Quốc gìn giữ từ năm 2016 và nó vẫn chưa được công bố năm 2020. Trong khi đó thì các quốc gia Hồi giáo và kể cả những người ủng hộ cho Palestine đã áp lực Liên Hợp Quốc là phải công bố danh sách của những công ty đã hợp tác để mà xây dựng các khu tái định cư này. Đây được xem là một trong những cái hành động mà Do Thái lên án là đã có hành động xen vào chủ quyền và lãnh thổ của Do Thái. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay, Pháp đã cho bắt giữ ít nhất là 600 người trong cuộc bạo động mới nhất diễn ra tại nước Pháp. Bản tin từ hãng thông tấn Bloomberg cho biết trên 600 người đã bị bắt giữ tại Pháp trong đêm thứ ba liên tục của các cuộc bạo động đường phố tiếp theo việc mà cảnh sát đã bắn chết một thiếu niên 17 tuổi. Hầu hết các cuộc bạo động đã diễn ra ở ngày thứ năm và những người bị bắt giữ hầu hết là từ 14 cho tới 18 tuổi theo tường trình của AFP cho biết. Các người biểu tình đã tụ tập ở hàng loạt các tòa building các cái uh, trung tâm và kể cả một số những cái thư viện ở tại thành phố Marseille và kể cả một số những khu vực ở phía bắc của Paris. Một cái khách sạn đã bị đốt ở phía bắc của nước Pháp và trong đó đã bị phá hủy nặng nề và được xem là nằm ngay trung tâm của thành phố Paris. Theo tường trình của AFP, Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron đã lên tiếng và nói rằng sẽ có chính sách cứng rắn hơn và cả đang có cuộc họp để giải quyết cơn khủng hoảng diễn ra 3 ngày qua. Cuộc nổi giận này diễn ra sau khi mà Nat Hale, 17 tuổi, đã bị bắn thiệt mạng trong lúc mà anh ta vượt qua một trạm kiểm soát về giao thông ở ngoại ô của thành phố Paris. Và video này đã được post trên mạng xã hội và cho thấy rằng hai cảnh sát đã tiếp cận tới chiếc xe và một người đã bắn tài xế ngay ở cái khúc đó. Và các giới chức cho biết rằng là đây là một trong những cái biến cố đang được điều tra và việc bắn này đã dẫn tới sự nổi giận của giới trẻ của Pháp và họ đã tràn xuống đường phá hoại và biểu tình cũng như là đập phá ở nhiều thành phố. Vào chiều ngày hôm qua thứ năm thì 6.000 người đã có mặt ở tại Nate ở khu vực gọi là tưởng niệm đối với lại Nahe tức là cô cậu bé và đã bị bắn chết và các giới chức đưa ra cho biết họ đã tăng cường rất nhiều lực lượng an ninh tổng cộng 40.000 cảnh sát đã được huy động trên toàn quốc và riêng tại thành phố Paris là có 5.000 cảnh sát gần như là mỗi một cái góc đường đều có cảnh sát kiểm soát và ông Macron đã lên tiếng à, lên án các vụ bạo động trong một cái tweet vào ngày thứ năm và gọi rằng đây là một cái điều tà, à, và vô vô lý và trong đó cuộc bạo động này bùng nổ lần đầu tiên kể từ năm 2005 sau khi mà đã có một cái à, cuộc bạo động à, thời điểm đó và phía Pháp cho biết rằng là họ đang tìm mọi cách để mà giảm đi tình trạng bạo động tại nước Pháp đó là bản tin liên quan tới Âu Châu ngày hôm nay cùng một lượt thì nga tuyên bố là sẽ siết chặt việc xuất cảng lúa mạch ra thế giới và có thể gây ra một cơn khủng hoảng về lương thực nga đã siết chặt tất cả việc xuất cảng các cái lúa mạch của họ ra thế giới sau khi mà họ xâm chiếm ukraine và điều này sẽ gia tăng cái giá cả lúa mạch và cái uh, tư thế của nga về việc xuất cảng lúa mạch nga cho biết rằng là họ sẽ uh, giới hạn rất nhiều những cái uh, tàu chở lúa mạch quạ ra bên ngoài điều này sẽ gây ảnh hưởng lớn cho tới cái uh, nguồn lương thực an toàn trên toàn cầu đặc biệt là khu vực của phi châu nơi được xem là đang có nạn đói diễn ra theo tường trình cho biết thì uh, phía nga đã thúc đẩy rất nhiều các cái nỗ lực và họ sẽ không quay trở lại bất kỳ một cái uh, thỏa ước nào đã đạt được với liên hiệp quốc và thổ nhĩ kỳ cũng như ukraine trong việc mà xuất cản các cái ngũ cốc cũng như là phân bón từ ở bờ biển Hắc Hải và việc này đã được báo động bởi Liên Quốc bởi vì nó sẽ hết hạn vào ngày 18 tây tháng 7. Nay thì phía Nga cho biết họ sẽ siết chặt luôn cả việc mà xuất cản lúa mạch. À, việc mà xuất cản ngũ cốc rất là quan trọng với cộng đồng quốc tế. Nga đóng một vai trò rất quan trọng. À, phía của Reynold Nielsen được xem là một giáo sư tại trường học Georgia cho biết. Và đây sẽ là một cái cơn khủng hoảng mới nếu như mà phía Moscow vẫn tiếp tục duy trì quan điểm này. Nga đã xuất cảng khoảng 10 tỷ mỹ kim ngũ cốc trong một năm trước khi mà có cuộc chiến theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc và quốc gia này và Ukraine chiếm một phần tư cái lượng lúa mạch trên toàn cầu. Nga vẫn tiếp tục có giữ lại cái giá cả của họ và họ muốn rằng là giá cả lúa mạch được tăng cao hơn. Đây được xem là một trong những quyết định đưa ra của Nga trong lúc mà phía khối Tây phương đang lo ngại về việc cơn binh biến tại Nga có thể dẫn tới một cái cuộc nguy hiểm cho phía của Âu Châu. Đây được xem là một trong những quyết định của Nga đưa ra và có thể sẽ gây khó khăn cho phía của chương trình thực phẩm thế giới khi mà họ cần cái nguồn lúa mạch rất nhiều để mà hỗ trợ cho các người dân trong nạn đói tại Phi Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Nga ngày hôm nay, một con trai của một đồng minh ông Putin đã bà dùng tròn bay trên khu vực ở Bắc Cực và vi phạm luật theo tường trình của tòa án tại Naui cho biết tin từ Copenhagen thì một trong những tòa án hàng đầu của Na Uy trong ngày thứ sáu đưa ra phán quyết là con trai của một thương gia được mô tả là đồng minh thân cận của ông Vladimir Putin đã vi phạm luật cấm cả các cái vật thể của Nga bay trên khu vực của vùng Bắc Cực vào năm ngoái. Tối cao pháp viện đưa ra quyết định này để lật đổ một cái phán quyết trước đó ở tòa cấp thấp hơn cho rằng việc mà bay công dân nga mà bay ở trên tất cả những cái không phận của khu vực Bắc Cực và nằm dưới tầm kiểm soát của Na Uy là bất hợp pháp và trong đó họ không cho phép bất kỳ một cái vật thể nào của nga và kể cả các cái máy bay của nga có thể bay qua khu vực này. Na Uy nằm trong liên hiệp cũng giống tương tự như là Liên hiệp Âu Châu đã ban lệnh cấm không phận của họ đối với các công dân nga sau khi mà nga đã có cuộc xâm lăng tại Ukraine vào năm ngoái thì một tòa án ở tại Naui đã cho cho rằng là cái việc mà bay cái tròn này thì không có vi phạm vào luật của Naui tuy nhiên thì một trong những nhân vật được xem là có một cái tầm ảnh hưởng và là với ông tổng thống nga là Andrew Yakunin, được xem là có cả passport cả nga lẫn anh đang sinh sống tại ý đã bị bắt giữ ở tại Hammerfest và ở tại khu vực Bắc Cực ở Naui vào ngày 17 tháng 10 sau khi mà anh ta đã cho đáp cái John của anh ta ở trên bờ biển ở khu vực này và Zakuni là con trai của một thương nhân có tên là Vladimir Zakunin được xem là một đồng minh lâu đời của ông Vladimir Putin và đã nằm trong cái danh sách bị cấm vận bởi phía Hoa Kỳ và khi mà ông ta có những cái thương mại đối với lại Nga đặc biệt là liên quan tới cái cuộc sát nhập Crimea năm 2014. Đây được xem là một phán quyết mới nhất của tòa án tối cao của Na Uy lật đổ một phán quyết trước đó cho rằng là ông này không vi phạm luật. Tuy nhiên thì với cái luật mới và với cái phán quyết mới của tòa tối cao tại Na Uy thì ông này đã vi phạm luật của Na Uy. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu của Âu Châu ngày hôm nay. Cùng một lượt thì NATO lên tiếng cảnh cáo là lực lượng lính đánh thuê của Wagner có thể đe dọa tới Âu Châu. Tổng thư ký Liên minh Nato là ông Jens Stoltenberg lên tiếng cho biết là lực lượng à, lính đánh thuê đang có mặt tại Belarus là có thể sẽ đe dọa tới cái à, việc gọi là an ninh quốc phòng của âu châu lực lượng này đã di chuyển từ ở moscow qua sang belarus nơi được xem là có đồng minh thân cận của ông Prigozhin là ông lukashenko và tình trạng mà khai triển cái lực lượng quân sự này qua belarus à, đang à, vào ngày hôm thứ ba tuần trước thì à, họ cho rằng là đây đây là một trong những cái điều gây lo ngại cho liên minh nato khi mà lực lượng này đã có mặt ở tại biên giới của ba lan nếu như mà wagner tiếp tục à, à, khai triển hàng loạt những cái à, tên sát thủ tới Belarus và các quốc gia láng giềng phải có một cái sự gọi là đe dọa bất ổn một cách lớn hơn và nguy hiểm hơn. Đó là tổng thống của Lutania là Chitanas Naseda đã phát biểu vào ngày thứ tư trong phiên họp ở tại Hòa Lan với lại ông Stoltenberg của NATO và cùng với các lãnh đạo khác trong các thành viên của NATO. Đây được xem là quốc gia nằm có biên giới trực tiếp với là Belarus. Ông Stolenberg trong ngày thứ tư cho biết là còn quá sớm để biết được sự hiện diện của lực lượng Wagner tại Belarus có thể sẽ đe dọa tới NATO hay không và lực lượng liên minh quân sự sẽ bảo vệ bất kỳ một cái một vùng lãnh thổ nào của các quốc gia thành viên chống lại cái sự đe dọa của Nga hoặc là quốc gia láng giềng là Belarus. Lực lượng này rõ ràng họ đang có mặt và đang mang tới một cái sự đe dọa với liên minh Âu Châu và kể cả liên minh NATO. Đó là lời phát biểu của ông John Stolenberg đã đưa ra. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất và Ba Lan đã lên tiếng kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu là phải chi thêm tiền để tăng cường cái khả năng bảo vệ khu vực biên giới của họ và tăng cường an ninh biên giới của họ sau khi mà lực lượng lính đánh thuê của Warner đã có mặt tại Belarus. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất và Âu Châu đang lo ngại việc này sẽ dẫn tới một cái tình trạng nguy hiểm cho an ninh của Âu Châu. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Á Châu ngày hôm nay, đầu tiên hết là Hoa Kỳ đã đưa bomber chiến lược của họ, tức là B-52 có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử đến khu vực Nam Hàn và phô trương sức mạnh quân sự với Bắc Hàn. Hoa Kỳ đã cho bay các cái B-52, tức là các cái quanh tạc cơ chiến lược có khả năng mang theo đầu đạn nguyên tử trên bán đảo của Đại Hàn trong ngày thứ sáu để mà phô trương lực lượng quân sự nhằm kềm chế cái khả năng đe dọa của Bắc Hàn tiếp theo sau việc mà Bắc Hàn đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn nhằm lên tiếng phản đối Hoa Kỳ. Loại B52 bomber này đã, đã đưa, tham gia cuộc tập trận chung với lại các uh, chiếc F35 của lực lượng không quân của Nam Hàn ở trên bán đảo của Đại Hàn và Bộ Quốc phòng của Nam Hàn đưa ra một bản statement nói rằng là cái các cái chiến lược về quanh tạc cơ này là hàng loạt nằm trong cái việc mà khai triển tạm thời trong cái chiến lược lắp đặt thêm các vũ khí hạng nặng ở tại Nam Hàn nhằm kiềm chế với Bắc Hàn đang gia tăng cái khả năng nguyên tử của họ. Hai tuần lễ trước đây, thì Hoa Kỳ đã cho khai triển một cái uh, tìm thủy đỉnh nguyên tử uh, và có khả năng mang thêm 150 đầu đạn Tamahawk ở tại khu vực ở Busan của Nam Hàn lần đầu tiên trong vòng 6 năm qua. Chiếc này là chiếc USS Michigan đã đến chỉ một ngày sau khi mà Bắc Hàn tái lập lại cái việc thử hỏa tiễn của họ nhằm phản đối cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn. Mà họ cho rằng đây là một cái kịch bản tấn công và tâm lăng đối với Bắc Hàn. Phía Bộ Quốc phòng của Nam Hàn cho biết là loại B-52 Bomber này được khai triển để gia tăng cái chiến lược của Hoa Kỳ ở tại uh, bán đảo của Đại Hàn. Trong đó gồm có cả các cái uh, vũ khí hạng nặng và đồng minh sẽ tiếp tục tìm ra một giải pháp thắt chặt các mối quan hệ về uh, quốc phòng để gia tăng cái khả năng kềm chế đối với Bắc Hàn. Trong ngày Chủ nhật vừa qua, 120.000 người Bắc Hàn đã tụ tập ở tại thủ đô Bình Nhưỡng để đánh dấu năm thứ 73 bắt đầu cuộc chiến ở trên bán đảo của Đại Hàn năm 1950. Và trong cuộc tụ tập này, thì những cư dân của Bắc Hàn đã lên tiếng cam kết là sẽ có hành động trả đũa gây gắt đối với Hoa Kỳ nếu như mà Hoa Kỳ âm mưu gọi là xâm lăng vào Bắc Hàn. Cuộc chiến của Nam Bắc Hàn và khởi đi từ năm 1950 và kết thúc năm 1953 với một hiệp ước ngưng bắn, không phải là một hiệp ước hòa bình. Và kể từ đó, Hoa Kỳ đã có 28.000 binh sĩ của họ trú đóng tại Nam Hàn, gia tăng khả năng kềm chế với tiềm năng gọi là bức hại từ phía của Bắc Hàn. Và trong ngày 15 tây tháng 6 thì ít nhất là phía Bắc Hàn đã bắn ra hai cái hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn và trong đó đe dọa tới cái cuộc tập trận của Nam Hàn và của Hoa Kỳ. Đây được xem là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra tại khu vực Đông Bắc Á và các quanh tạc cơ này đã được khai triển từ ở đảo Guam tới khu vực của Nam Hàn để gia tăng khả năng kềm chế đối với Bắc Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình Á Châu ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu ngày hôm nay được xem là bản tin hàng đầu trong channel của Trần Nhật Phong là Úc và Nhật đã thực hiện cuộc tập trận ngay trên Biển Đông bất kể lời phản đối của Cộng sản Trung Quốc. Úc và Nhật thực hiện một cuộc tập trận ngay trên Biển Đông và hai quốc gia này đang tìm cách kềm chế không để cho Trung Quốc gây ảnh hưởng tại tuyến đường Indo-Pacific. Cuộc tập trận này đã diễn ra vào ngày 24 và ngày 25 tây tháng 6, tiếp theo một cái bản thông cáo chung về hợp tác an ninh giữa hai quốc gia, gọi tắt là JDSC vào tháng 10 năm 2022 để gia tăng hợp tác quốc phòng giữa hai quốc gia. Bản tin mới nhất cho biết thì lực lượng quốc phòng tự vệ à, hải quân của Nhật Bản đã tham gia chung với lại lực lượng hải quân của Hoàng gia Úc và trong đó thì Nhật đã cho khai triển mà ít nhất là một số những khu trục hạm có khả năng đậu trực thăng ở trên đó bao gồm hai chiếc là CS Izumo và chiếc thứ hai là CS Samidare và hai chiếc này là hai chiếc có khả năng cho phép trực thăng có thể đậu ở trên đó và phía của hải quân Úc đã, đã khai triển cái khinh hạm gọi là HMAS Anzac và cái chiếc gọi là Trinh sát cơ của à, Úc có tên gọi là PSP, PSA, một trong những chiếc trinh sát cơ của à, lực lượng không quân hoàng gia Úc đã được khai triển để tập trận chung với phía của Nhật Bản và đôi bên đã đưa ra một à, số những cái nhận định chung. Phó đề đốc của Nhật Bản là ông Nishiyama Takahiro, một trong những nhân vật à, chỉ huy trưởng cho cái chiến lược Indo-Pacific của Nhật Bản cho biết Úc là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ và là một đối tác chiến lược đặc biệt trong cái tuyến đường indo pacific và họ đã không những là chia sẻ chung một cái giá trị phổ quát và cũng là chia sẻ chung những cái chiến lược về quyền lợi an ninh việc mà đối tác giữa lực lượng quốc phòng tự vệ của nhật bản và lực lượng hải quân và không quân của hoàng gia úc sẽ mạnh mẽ hơn và quan trọng hơn và đôi bên sẽ cam kết cải thiện tất cả các cái mối quan hệ với lực lượng của Úc và của Nhật và chúng tôi sẽ thúc đẩy cái môi trường an ninh ở tuyến đường Indo-Pacific. Ông Takahiro đã đưa ra một bản statement vào ngày 27 tây ngay lập tức. Bắc Kinh đã có lên tiếng và phản ứng cho rằng cuộc tập trận này là nhắm vào Trung Quốc. Trong khi đó thì phía lực lượng PLA của Trung Quốc cho biết rằng là họ sẽ có một cái cuộc tập trận ngay trên vùng biển của họ tức là nằm ở phía bắc của Biển Đông và nằm gần đảo Hải Nam và nằm ở cái khu vực ở Quảng Châu. Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mới nhất mà phía Nhật Bản và của Úc đang tập trận ở khu vực ở quần đảo Trường Sa trong khi Trung Quốc thì tập trận ở khu vực đảo Hải Nam và gần Quảng Châu đây được cuộc tập trận này được mô tả là giành ảnh hưởng của khối đồng minh Hoa Kỳ với lại Trung Quốc nơi có tuyến đường hàng hải trị giá khoảng 3.4 ngàn tỷ Mỹ Kim và các cái khoáng sản cũng như những cái khai tác tại đây trị giá hơn 1 ngàn tỷ Mỹ Kim tổng cộng là gần 5 ngàn tỷ Mỹ Kim hơn hết thì Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc, xin lỗi quý vị và Úc đang thực hiện các cuộc tập trận đa phương ở khu vực nhằm đối phó với tình trạng Bắc Kinh bức hại các quốc gia ở khu vực. Đây được xem là một cuộc tập trận lớn và đang có cái chiều hướng gọi là đối đầu với Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay, tiếp theo sau cái biến cố xảy ra trên eo biển Đài Loan, khi tàu chiến của PLA chặn ngang một chiếc khinh hạm của Canada và một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ. Canada tuyên bố là sẽ tiếp tục khai triển các tàu chiến quân sự của họ trên tuyến đường Indo-Pacific. Lực lượng hải quân của Canada lên tiếng cho biết là các tàu chiến của họ vẫn tiếp tục di chuyển ở trên cái tuyến đường Indo-Pacific theo luật của quốc tế Bộ trưởng Quốc phòng của Canada là bà Anita Anand đã phát biểu vào ngày thứ ba trong một cái cuộc nói chuyện ở tại London. Bà Anand cho biết là lực lượng hải quân của Canada vẫn tiếp tục di chuyển ở biển đông ở khu vực à, ở Đông Bắc Á và kể cả trên eo biển Đài Loan. Bà Đoan chắc rằng khu vực ở Pacific tức là khu vực Thái Bình Dương Canada là một phần trong cái khu vực của vùng vùng biển Thái Bình Dương sẽ làm việc với các đồng minh và đối tác để cổ võ cho hòa bình, ổn định và mở rộng ở khu vực. Bà nên lên tiếng cho biết là cái tuyến đường của Canada di chuyển ở tại khu vực Á Châu Thái Bình Dương là trong đó bao gồm luôn một cái chiến lược lâu dài để tăng cường cái sự hiện diện của Canada tại khu vực này nhằm hỗ trợ cho cái chiến lược Indo-Pacific của Hoa Kỳ và đối phó với những tiềm năng thách thức tại khu vực và bộ trưởng quốc phòng lên tiếng cho biết rằng là trước đây đã có những cái hành động đối đầu với phía của trung quốc sau khi mà trung quốc đã có một cái hành động gọi là cắt ngang tàu chiến của canada ở trên eo biển đài loan cách đây khoảng một tuần lễ và việc này dẫn đến việc mà đối đầu gây gắt giữa phía của canada và phía của trung quốc vào đầu tháng 6 thì chiếc khu trục hạm của hoa kỳ là trung hun cùng với lại chiếc khinh hạm của hoàng gia canada đã bị tàu của trung quốc cắt ngang trên eo biển đài loan ngay lập tức thì bộ trưởng quốc phòng của hoa kỳ là lloyd austin đã lên lên án các hành động này và nói rằng Washington sẽ tiếp tục duy trì và ngăn chặn cái tình trạng gọi là bức hại từ phía Trung Quốc vào tháng 9 năm ngoái thì một chiếc khu trục hạm có gắn đầu đạn hỏa tiễn của Hoa Kỳ cũng đã băng ngang qua khu vực này chung với lại chiếc khinh hạm của Canada có tên là Halifax class gọi được xem là cái khinh hạm của hải quân Hàng hoàng gia của Canada đã băng ngang qua eo biển Đài Loan và thách thức tất cả những cái chủ quyền của Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất sự thách thức của Canada đối với việc Trung Quốc đang có hành động bức hại các quốc gia ở khu vực đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay và cũng liên quan tới Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay Bộ Ngoại Giao của Hoa Kỳ đã đồng ý bán thêm vũ khí cho Đài Loan Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã đồng ý một cái tiềm năng bán thêm các cái đạn dược và hỗ trợ các cái vận chuyển cho phía của Đài Loan trong hai cái thỏa thuận tỷ giá lên tới 440 triệu Mỹ kim theo ngũ giác đài đưa ra vào ngày hôm qua thứ năm à, Đài Loan đã yêu cầu mua khoảng 3 là các loại đạn gọi là 30 là 30 30 bao gồm luôn các cái loại được xem là có bể phóng ở dưới mặt đất và của uh, kèm theo tình trạng gọi là huấn luyện uh, trị giá là 332.2 triệu Mỹ Kim theo tường trình của Ngũ Giác Đài và hợp đồng này sẽ được giao cho một công ty quốc phòng là Aliant Tech System Operation và General Dynamics sẽ thực hiện các cái hợp đồng này. Đây được xem là một trong những cuộc mua bán mới nhất và phía Đài Loan đồng thời cũng cho biết họ sẽ mua thêm tất cả những cái nguồn nguyên liệu và các cái phụ tùng cho cái ngành vận chuyển quân sự của họ trị giá 108 triệu Mỹ kim theo tường trình của ngũ giác Đài và các cái hợp cái hợp đồng và thỏa thuận về vấn đề mua các cái phụ tùng dành cho ngành vận chuyển của quân sự sẽ được diễn ra bao gồm các cái bánh xe, bao gồm các vũ khí và một số những cái phụ tùng liên hệ. Đây được xem là một trong những cái cuộc mua bán mới nhất mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đồng ý cung cấp cho Đài Loan căn cứ trên cái đạo luật mà đã được ban hành trước đây là Taiwan Relations Act năm 1979. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan và Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay thì Đài Loan chuẩn bị cho về hôn một dàn hỏa tiễn đã có à, lịch sử hoạt động 63 năm lực lượng không quân và bộ bộ chỉ huy về hỏa tiễn của Đài Loan đã có một buổi lễ vào ngày thứ năm trong đó sẽ chấm dứt việc mà hoạt động của hệ thống gọi là Hot Missile System tức là hệ thống phóng hỏa tiễn Hot vốn đã phục vụ ở Đài Loan trong vòng 63 năm Bản tin mới nhất cho biết thì phó chỉ huy của lực lượng không quân của Đài Loan là Sun Liu Shen, người đã có mặt trong cái buổi lễ này nói rằng các cái hệ thống phóng hỏa tiễn hot đã hoạt động lâu dài trên đảo quốc Đài Loan bảo vệ cho an toàn ninh quốc phòng của Đài Loan và giờ đây là đến lúc nó đã phải về hưu. Bản tin này cho biết thì việc mà cho về hưu các cái hệ thống hỏa tiễn cũ kỹ này là đối phó với tiềm năng căng thẳng và đe dọa từ phía Trung Quốc sau khi mà đài loan có thêm một dàn bệ phóng mới từ phía hoa kỳ và đã cung cấp các bệ phóng cho đài loan có thể bảo vệ cho lãnh thổ của họ bao gồm luôn dàn patriot mà trong đó gần như là có những cái lớp ngăn chặn tất cả các cái hỏa tiễn bắn từ thèm lục địa đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất và Đài Loan cho biết là họ có tổng cộng là 23 dàn bệ phóng hot đã hoạt động trong 63 năm qua và những cái hỏa tiễn này đã được sản xuất bởi hãng Raytheon Technology, một hãng quốc phòng của Hoa Kỳ và có cái tầm bắn khoảng 45 cho tới 50 km và đây được xem là một trong những cái cuộc gọi là buổi lễ khá quan trọng tại Đài Loan để cho về hưu một cái dàn hỏa tiễn được xem là khá cũ kỹ của họ. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay cùng một lượt thì viên chức tổ chức và cái hội nghị APEC của Hoa Kỳ đã viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Bản tin mới nhất cho biết một viên chức của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đặt trách về việc tổ chức cái hội nghị APEC tức là hội nghị của các quốc gia kinh tế dọc theo vòng đai Thái Bình Dương là Matt Murray đã chính thức có mặt Đài Loan ở đầu tuần này theo tường trình của văn phòng bán đại sứ của Hoa Kỳ tại Đài Loan đã thông báo vào ngày hôm nay thứ sáu viên chức này sẽ pha thảo luận những vấn đề mà được công bố ở trong cái nghị trình của khối APEC sẽ diễn ra tại San Francisco vào tháng 11 sắp tới đây cũng như là thảo luận tất cả những cái đề tài mà đôi bên sẽ thà, sẽ phải đưa ra trong cái nghị trình này trong ngày 27 và 28 tây theo tường trình cho biết và đây được xem là một trong những cái uh, À, hội nghị thử đỉnh quan trọng được tổ chức tại Hoa Kỳ à, và do Hoa Kỳ chủ tọa và nó sẽ được tổ chức ở San Francisco vào tháng 11 sắp tới đây. Ông Murray cũng sẽ có các cuộc đối thoại cao cấp và với lại à, phía giới chức của Đài Loan vào tháng 8 tại Seattle và trong đó bao gồm luôn các cái việc, à, các cái à, gọi là xí nghiệp hạng trung về tình trạng chăm sóc sức khỏe, về tình trạng năng lượng quyền lợi của phụ nữ và trẻ em cũng như là vấn đề kinh tế vấn đề an ninh thực phẩm và kể cả vấn đề đối phó với những thiên tai bão lục và phi thiên tai nhân họa đây được xem là một trong những viên chức khá quan trọng của hoa kỳ à, chịu trách nhiệm về việc tổ chức và các cái nghị trình cho phiên họp thượng đỉnh của khối APEC mà trong đó Đài Loan sẽ chính thức được mời là một quốc gia thành viên ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương tham dự vào hội nghị APEC. Trong cuộc đối thoại này thì đôi bên cũng sẽ thảo luận đến việc mà công ty TSMC của Đài Loan sẽ tiếp tục tăng cường việc mà mở rộng cái công xưởng của họ tại Hoa Kỳ và trong đó thì nhà sáng lập của công ty này là Morris Chen cũng sẽ có mặt trong cái hội nghị thượng đỉnh của khối APEC diễn ra tại San Francisco. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của á à, châu ngày hôm nay cùng một lượt thì giới chức của trung quốc đã được à, à, gọi là khai triển đặc biệt để tìm cách cứu lại cái à, một vành đai một con đường mà bà Meloni thủ tướng ý đang chuẩn bị gọi là hủy bỏ cái chương trình này bản tin mới nhất cho biết thì đảng cộng sản trung quốc đã mở gửi một viên chức ngoại giao cao cấp bay tới ý trong tuần này giữa lúc mà trung quốc đang tìm cách cứu lại cái à, chiến lược một vành đai một con đường mà tập cận bình đã ký kết với nước ý trước đây và giờ đây đã bị bà thủ tướng meloni gần như là muốn hủy bỏ cái uh, cuộc hợp tác này Li, chao, Li chan chao giám đốc của cái uh, quỹ ban đặc trách về quốc tế của đảng cộng sản trung quốc sẽ gặp gỡ với ngoại trưởng của ý là antonio tachani uh, và cũng như là chủ tịch của thượng viện là inazio la russa và cựu thủ tướng của Ý trước đây là Massimo D'Alemana à, à, Lamana à, cùng với lại à, một số những viên chức khác và ông ta sẽ cố gắng thúc đẩy cái việc mà ngưng lại tình trạng mà Ý đang có cái à, quyết định của bà Meloni thủ tướng của Ý đang muốn hủy bỏ cái chính sách gọi là hợp tác trong một vành đai một con đường của Trung Quốc Ý đã ký kết cái hiệp ước này năm 2019 khi mà à, ông à, Giuseppe Conte là một thủ tướng và đã trở thành là một quốc gia duy nhất trong khối G7 đã tham gia một vành đai, một con đường của Trung Quốc Tuy nhiên thì nhà lãnh đạo mới của Ý hiện nay là bà Georgia Meloni, người đang ủng hộ cho cái sáng kiến về hạ tầng cơ sở mà trong đó bà thúc đẩy cái việc gọi là giảm đi tình trạng lệ thuộc vào Trung Quốc. Bà Lê Meloni nói với các nhà lập pháp vào ngày thứ tư là Ý đã, đang có mối quan hệ rất tốt với lại phía Trung Quốc. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải đáp ứng cái nhu cầu chung và cái chiến lược chung của khối liên minh và trong đó, chúng ta phải duyệt xét lại cái việc mà ký kết một vành đai một con đường đây được xem là một trong những cái gọi là cứu cấp của à, trung quốc khi mà ý đã tuyên bố chuẩn bị có thể rút ra khỏi một vành đai một con đường của trung quốc đó là bản tin liên quan tới tình hình của á châu của trung quốc và của ý ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay, hôm nay là ngày thứ 6, 30 tây tháng 6 là ngày cuối cùng của một cái đài radio tại Hồng Kông ủng hộ cho phong trào dân chủ sẽ phải kết thúc chương trình phát thanh của họ sau khi mà họ phải đối diện với tình trạng gọi là phong tỏa tất cả những cái trương mục trong ngân hàng và luật lệ gây gắt của Cộng sản Trung Quốc áp dụng lên lãnh thổ Hồng Kông một đài radio ủng hộ cho phong trào dân chủ tại hồng kông ngày hôm nay là ngày phát thanh cuối cùng của họ sau gần hai tập niên mà đài này đã chinh phục được người dân của hồng kông và họ gọi rằng họ đang nằm trong tình trạng nguy hiểm về chính trị đó là một trong những cái lời khẳng định của người điều hành của đài radio này đài radio này có tên là citizen radio sẽ không còn chọn lựa phải ngưng lại cái chương trình phát thanh của họ người sáng lập của cái chương trình này là san King sinh đã viết trên một cái uh, facebook và trong đó nói rằng chúng tôi đang đối diện với sự thay đổi đầy nguy hiểm về tình trạng chính trị và mức lằn đánh đỏ nằm ở mọi nơi. Đài này đã được à, sáng lập từ năm 2005 với nhà cựu lập pháp là San Sing, trong đó được xem là một trong những cái show ăn khách nhất tại Hồng Kông bởi vì có những cái à, thái độ lên án và chỉ trích chính quyền của Hồng Kông. Và cái à, đài này đã có một cái ngân hàng ở tại cái à, ngân hàng gọi là Seng Bank và thời gian gần đây ngân hàng của họ đã bị phong tỏa và bị à, gọi là đóng kết tất cả những cái chương mục của họ sau khi mà nói rằng họ đang bị điều tra về tình trạng vi phạm đạo luật an ninh quốc gia của cộng sản trung quốc vào đầu tháng này thì một trong những nhà chính trị đối lập tại Hồng Kông và nhóm đối lập chính trị có tên gọi là League of Social Democrats đã là tập tụ tập ở bên ngoài cái trụ sở của ngân hàng SSBC để phản đối một quyết định là ngân hàng này đã đóng lại tất cả những chương mục của họ mà không có một cái lời giải thích nào. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà chính quyền của Hồng Kông dưới sự điều khiển của Cộng sản Trung Quốc đang tìm cách dập tắt tất cả những cái cuộc gọi là phản kháng và những cái phong trào dân chủ tại Hồng Kông. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Hồng Kông ngày hôm nay và đó cũng là một trong những cái tin cuối cùng trong phần tin thời sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bản tin này và bây giờ thì như thường lệ chúng ta bước qua phần đọc comment và thảo luận. Trước khi bước qua đọc comment và thảo luận thì cho phép phòng được đưa cái thông báo. Tạp chí Quốc phòng số ra tháng 6 mới nhận ngày hôm qua xong và ngày hôm nay Phong sẽ gửi đi cho tất cả các thính giả nào đã order tạp chí quốc phòng thì quý vị thấy nhìn thấy trên hình bìa là nhà tranh đấu cho dân chủ Hồng Kông ông Jimmy Lai cũng là một nhà tài phiệt đang đối diện với án tù chung thân sau khi mà ông bị Trung Quốc đã thông qua cái chính quyền Hồng Kông đưa bản án đòi truy tố ông về các cái tội gọi là cấu kết với nước ngoài âm mưu lật đổ chế độ đây là một trong những cái nhân vật được xem là khá nổi tiếng của hồng kông và quý vị ở trong đó thì chúng tôi có rất là nhiều những cái tin tức quan trọng và quý vị thấy là đây là tạp chí màu rất là đẹp quý vị nào muốn order thì có thể liên lạc trực tiếp qua cái địa chỉ email là trần nhật phong đạo diễn at yahoo com và cũng cảm ơn công ty teletron đã bảo trợ cho tạp chí quốc phòng của tnb channel và teletron có một cái thông báo là ngày chủ nhật hai tây ngày thứ hai ba tây và ngày thứ tư bốn tây tháng bảy sẽ là một cái chương trình đại nhạc hội gồm sáu mươi nghệ sĩ của cộng đồng Việt Nam sẽ có mặt ở cái chi nhánh của Teletron trên đại lộ Bonsa ở tại quận Cam và cái đại nhạc hội này diễn ra trong ba ngày liên tục và quý vị nào muốn tham dự thì liên lạc với số điện thoại ngay trên màn hình là tám bảy bảy tám chín hai sáu chín 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 tám bảy bảy tám chín hai sáu chín 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 hoặc vào trang web của công ty Teletron là teletronusa.com để biết tên chi tiết. Cảm ơn công ty Teletron đã có ý định là hỗ trợ và cho cái tạp chí quốc phòng của TNP Channel. Và đó là cái thông báo của phòng và bây giờ thì chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận nha. Trước sức ép của Hoa Kỳ, cô lập Trung Trung Quốc, Trung Quốc có dám dùng quân sự để tạo thế cân bằng quyền lực quân sự kinh tế với Hoa Kỳ đang bao vây không? Chưa biết được, bây giờ họ đang tìm cách Bây giờ họ đang tìm cách à, chống lại cái à, bước cô lập từng bước một của Hoa Kỳ. Bây giờ thì gần như là họ bị giới hạn rất là nhiều. Có điều là Trung Quốc sẽ tôi nghĩ rằng cái chiến lược của Tập Cận Bình sẽ sử dụng những cái sân trước đây ngoài tầm của Hoa Kỳ hoặc là nằm trong cái à, ảnh hưởng của Hoa Kỳ sẽ bị giật lại, đặc biệt là khu vực Trung Á, nơi mà Hoa Kỳ vừa rút ra khỏi Afghanistan. Trung Quốc ngay lập tức gây ảnh hưởng tại Trung Á. Và hiện nay Trung Quốc đang gây ảnh hưởng tại Trung Đông và Trung Mỹ. Do đó thì à, Hoa Kỳ có thể là đã chiếm được thượng phong ở khu vực đã Á Châu Thái Bình Dương trong cái chiến lược Indo-Pacific. Nhưng ngược lại Trung Quốc đang thọc gậy và phá vỡ những cái sân sâu của Hoa Kỳ, trong đó khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Và thứ hai là cái nơi có tầm ảnh hưởng nhiều nhất của Hoa Kỳ là khu vực ở Trung Đông. Thì quý vị đôi bên đang giành ảnh hưởng từng phần trên cái quả địa cầu này. Do đó thì à, bây giờ chỉ biết nhưng mà rõ ràng cái cục diện tại Á Châu thì Trung Quốc đã thất thế nhưng Trung Quốc đã chiếm được lợi thế rất nhiều ở khu vực Trung Mỹ và Nam Mỹ. Đặc biệt là cái mạng lưới độc tài toàn trị của Trung Quốc đã phát triển qua những quốc gia này nha. Yeah. Rồi tiếp tục. À. à... Tại sao thế giới là để nhóm đến thuê gây nguy hiểm đất nước này khác tồn tại với anh? Đương nhiên rồi, tại vì những ở xính, những xã hội tự do, mọi người đều có thể làm ăn. Quý vị có thể làm ăn trên bất kỳ lĩnh vực nào, kể cả lĩnh vực quân sự thì lực lượng lính đánh thuê nó có mặt ở khắp nơi và hầu hết là nó đến từ những quốc gia được xem là có cái lực lượng quân sự mạnh. Tuy nhiên ý nghĩa của lính đánh thuê nó lại khác nhau. Nó gọi là mercenary đó thì của Pháp, của Anh, của Hoa Kỳ nó lại khác và lính đánh thuê của Nga thì nó lại khác. Mỗi một quốc gia đều có ít nhất là một hai cái công ty tổ chức lính đánh thuê và thường thường thì họ luôn có mặt ở những cái vùng nóng ở thế giới, ví dụ như là ở Trung Đông, ví dụ như là ở Phi châu. Và giờ đây thì à, lực lượng lính đánh thuê này có mặt ở Ukraine là của Nga. Nhưng mà tất cả các lực lượng lính đánh thuê này, họ vẫn đối đầu với nhau ở các cái mặt trận. Mà bởi vì từ xưa tới nay quý vị không để ý thôi, chứ thực sự họ, họ hoạt động rất là mạnh. Tuy nhiên thì cái ý nghĩa khác nhau. Lính đánh thuê của Pháp, của Anh hay là của Hoa Kỳ đó thì họ luôn hợp tác với chính phủ và họ sẽ không can dự vào các cái cuộc gọi là đối đầu chính phủ họ có thể giải quyết các cuộc xung đột à, và với lại các lực lượng dân quân cực đoan hoặc là các cái tổ chức vũ trang cực đoan nhưng họ không đối đầu với những chính phủ ngược lại lính đánh thuê của nga thì sẵn sàng sẵn sàng giúp những chính phủ của châu phi đàn áp là người đối lập và sẵn sàng giúp cho nga xâm lăng ukraine thì nó khác nhau ở cái cái, cái mục đích của các lính đánh thuê này nha rồi tiếp tục à rồi à úc nhật tập trận ở biển đông có phải là công khai khiêu khích trung quốc nói là khiêu khích thì không đúng mà thách thức thì đúng hơn tại vì trung quốc cho rằng biển đông là lãnh hải của họ mà thì bây giờ phía úc và nhật tập trận ngay trên biển đông để thách thức chủ quyền của trung quốc và bảo đảm sự hiện diện của họ nhằm cản trở tất cả những cái trò gọi là bức hại của trung quốc đối với những quốc gia ở khu vực cuộc tập trận này bắc kinh lên án rất gây gắt đặc biệt là có sự hiện diện của nhật trước giờ thì úc vẫn có hai ba cuộc tập trận ở trên biển đông nhưng mà phản ứng trung quốc vẫn ở mức vừa phải chưa tới mức gây gắt lần này họ phản ứng rất gây gắt là bởi vì lần này có sự hiện diện của lực lượng hải quân tự vệ nhật bản tham gia chung với úc thì có lẽ là do có sự hiện diện của nhật bản cho nên à, trung quốc đã bắt đầu có những thái độ rất gây gắt thì à, cuộc tập trận này thứ nhất là muốn gửi một thông điệp cho các quốc gia ở khu vực là nếu quý vị hợp tác với chúng tôi, quý vị sẽ được bảo đảm rất nhiều thứ, kể cả việc phát triển kinh tế. Và cái thông điệp thứ hai là thách thức chủ quyền của Trung Quốc. Thì quý vị, đây là cái cuộc tập trận lớn của Úc và của Nhật diễn ra 25 và 26 vừa qua nha. Rồi tiếp tục à Ok à à, Trung Cộng Dương Đài nhưng lại đánh Việt Cộng không chú Không có Tại vì Cộng sản Trung Quốc không có nhu cầu với Cộng sản Việt Nam Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố hợp tác vô điều kiện với Trung Quốc Phạm Minh Chính đã cam kết điều này khi đang có mặt tại Bắc Kinh Có nghĩa là đảng Cộng sản Việt Nam đi đầu gối rồi Trung Quốc không cần tốn xương máu làm gì nữa Nhưng Đài Loan thì khác Đài Loan ra mặt chống đối Trung Quốc một cách gây gắt nha. Rồi tiếp tục à, Wow ok rồi có những cái không có liên quan tới bản tin tôi không đọc nhưng mà tôi không block quý vị quý vị phải nhớ rằng là những ý kiến của quý vị ở trong cái channel của phong là sẽ liên can tới cái thời sự mỗi ngày ví dụ như ngày hôm nay trên cái houston nhật ký của tôi đã có nói tới việc hiện diện của hoa kỳ và đồng minh tại á châu cuộc à, biểu tình tại pháp hay là những cái uh, sự đe dọa của lực lượng mercenary tức là một lực lượng lính đánh thuê của Belarus uh, đến Beirut đe dọa Âu châu. Đó là những cái đề tài mà chúng ta đang có ngày hôm nay, đặc biệt là trong cái hiu tên nhật ký ngày hôm nay. Tôi có nhắc tới việc mà lực lượng Hoa Kỳ và đồng minh tăng cường sự hiện diện tại Á châu cuộc tập trận của Úc và Nhật ở biển Đông. Hoa Kỳ đưa bomber tới uh, Bắc Á tức là khu vực của Nam Hàn rồi Canada tuyên bố là sẽ tiếp tục có mặt ở trên cái tuyến đường Indo-Pacific. Đây là những cái đề tài quý vị nói ngoài đề tài lần thứ nhất không sao lần thứ hai tôi block ngay chỗ ngay tại chỗ nha yeah. Belarus nói thuyết phục Putin ngừng diệt Warner, tin này anh nghĩ Prigozhin sẽ trở lại đối đầu Putin không tôi chưa biết cuộc xung đột này tôi cho rằng là cái cuộc gọi là binh biến này là một cái sự cảm xúc nhất thời chứ không phải là một cái thù hận lâu năm do đó thì chưa biết được và cũng có thể giống như ngày hôm qua quý vị đã nói là một cái chiến lược để mà putin gọi là gián tiếp mở rộng cuộc chiến của ông ta khi mà lực lượng wagner có mặt ở tại belarus mà belarus lại có đường biên giới với ba lan và ba lan với belarus đang có những cái căng thẳng về mặt biên giới do đó lực lượng này vô tình có mặt cùng một lượt với việc mà tổng thống nga là vladimir putin đã cho khai triển các đầu đạn nguyên tử và hạt nhân tới belarus dưới sự kiểm soát của nga thì chúng ta chưa biết được cuộc đối đầu binh biến này là sự thật nó là một cái cuộc à, nó là một cái cuộc binh biến thật hay nó chỉ là cái cớ để mà nga đưa lực lượng này qua Belarus phối hợp với lại lực lượng nguyên tử của họ và tìm cách gọi là gián tiếp mở rộng cuộc chiến chưa biết được phải đợi giống như là à, ông Jens Løbess nói là còn quá sớm để đánh giá về cái sự hiện diện của nhóm Wagner ở tại Belarus hiện nay thì NATO báo cáo 8.000 binh sĩ của Wagner <laughs> đã có mặt tại Belarus 8.000 binh sĩ thì chúng ta vẫn chưa biết được bây giờ là vẫn còn nằm trong cái vòng gọi là tranh tối tranh sáng vẫn chưa có nhiều thông tin rõ ràng do đó chúng ta cũng không biết được nhiều nha yeah. rồi tiếp tục wow à à sau vụ binh biến quyền lực của Putin suy yếu dần tin này do cánh tả chụp mũ sửa đổi lại phát mạnh ông Trump nói đúng ông Trump ông nói rằng quyền lực của Putin đã suy yếu và cái kẻ thay thế có thể còn tệ hại hơn nữa. Nếu như Putin bị mất quyền lực, cái kẻ lên thay thế có thể còn tệ hại hơn nữa. Do đó là lời cảnh báo của ông Trump. Nha. Yeah. Ok. Ok. À. Rồi một số những người... À, đã là vào đây không có không có liên quan tới bản tin thì tôi sẽ block ngay tại chỗ luôn ok vành đai một con đường trung quốc lấy sri lanka làm bài học khi qua làm ăn với trung cộng thì sri lanka là một biểu tượng kenya là một biểu tượng nhưng mà bên cạnh sri lanka và kenya còn nhiều quốc gia khác đang lâm vào tình trạng không trả nợ được và bây giờ đang bị trung quốc tiến hành tịch thu trừ phi là họ thỏa hiệp với nhà nước cộng sản trung quốc là sẽ uh, tuyệt đối trung thành bỏ phiếu cho Trung Quốc ở tại Liên Hợp Quốc thì họ sẽ được à, à, gọi là à, à, kéo dài cái thời gian trả nợ hoặc là ít nhất là họ được vay món nợ mới để trả nợ cũ để tránh tình trạng gọi là bị vỡ nợ thì quý vị nhiều quốc gia nằm trong một vành đai một con đường bây giờ đang lâm vào tình trạng này không riêng gì Sri Lanka hay là Kenya nha ý tuyên bố rời vành đai con đường Melanie đắc cử là thủ, thủ tướng đúng lúc anh ơi thật sự trước đó các đời thủ tướng của ý đều đi theo có một vành đai một con đường nhưng nó khác với lại những quốc gia khác là ý ký vào một vành đai một con đường nhưng trung quốc phải qua ý và mà mở công xưởng ở đây và bắt đầu làm việc ở đây mướn công nhân của ý chứ không phải là trung quốc à, có thể tự do thao túng như những quốc gia khác có điều bà mày sau khi đắc cử thủ tướng bà đánh giá lại cái lợi của một vành đai một con đường không nhiều Tại vì thật sự quý vị Nước Ý không có nhu cầu xây dựng nhiều hạ tầng cơ sở nữa Họ đã có một cái nền móng hạ tầng cơ sở lâu năm rồi Từ thời mà à, Cái thời gọi là Của đế quốc La Mã Nó đã được tu bổ nhiều lần Và bây giờ họ coi như hạ tầng cơ sở của họ không cần thiết chiều Do đó bà Meloni cân nhắc tới việc hủy bỏ một vành đai một con đường Tại vì một vành đai một con đường là chủ yếu là xây dựng hạ tầng cơ sở, tu bổ đường xá, thì quý vị, thật sự ý bây giờ đâu ra đó rồi, họ không cần nữa. Họ không cần nữa. Lúc trước mấy đời thủ tướng trước thì họ muốn gọi là associate với Trung Quốc, cho nên họ mới để cho họ mới ký với Trung Quốc thôi. Nhưng mà bà Meloni bà nói đúng. Là bây giờ hạ tầng cơ sở chúng ta đã vững chắc. Bây giờ chỉ còn có một số những cái khu vực nó quá cũ kỹ thì tu bổ lại thôi, đâu cần phải vào một một vành đai một con đường làm cái gì do đó thì điều này là hợp lý tại vì một vành một vành đai một con đường chủ yếu là xây các bến cảng các phi trường các đường đầy xe lửa các hệ thống cầu cống các hệ thống đường xá nước ý đã có đầy đủ hết rồi đâu cần thiết phải gia nhập một vành đai một con đường đó là chẳng qua là hành động xã giao của mấy đời thủ tướng trước bây giờ bà Meloni bà thấy không có lợi nữa cho nên bà rời khỏi là phải là phải nha rồi tiếp tục à, Rồi à hai cuộc tập trận gần nhau không anh? Có khi nào tập trận đồng đội nhau luôn? Cuộc tập trận của phía của indonesia của Úc và của Nhật nằm ở cái đuôi Trường Sa. Tức là nằm ở gần đảo Natuna của Indonesia. Còn cuộc tập trận của Trung Quốc nằm tốt ở phía bắc của Biển Đông, tức là nằm ở trong cái vùng lãnh hải của đảo Hải Nam và của Quảng Châu. Thì hai cuộc tập trận này nằm giống như là đầu sông, cuối sông vậy đó. Cho nên nó không có liên hệ với, 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 với nhau cả yeah. Nhật, Nam Hàn không thấy tập trận chung Nếu như không có Mỹ nó no, họ đang có plan Tức là kỳ rồi thì ông uh, Kishida qua bên Nam Hàn Rồi sau đó tới phiên ông Yoon se Yon Bay qua Nhật Bản Thì đôi bên đã thảo luận tới việc mà tập trận chung Và bây giờ đầu tiên hết Họ phải thiết lập cái hệ thống chia sẻ tin tức tình báo Cái hệ thống này vốn đã có trước đây nhưng mà tới thời của Moon Jae-in, Moon Jae-in kích động chủ nghĩa bài nhật, hủy bỏ tất cả những cái chia sẻ tin tức tình báo. Thì bây giờ ông Yoon Seok-yong, ông lập lại cái văn phòng chia sẻ các tin tức tình báo liên quan tới Bắc Hàn và Trung Quốc với lại phía của Nhật Bản. Thì bước đầu tiên là phải thiết lập xong cái này, rồi sau đó đôi bên mới tiến hành cái bước kế tiếp là à, trao đổi về vấn đề gọi là vũ khí, rồi mới bắt đầu tập trận đại khái nó sẽ đi qua ba ba bốn bước chứ không phải là một cái là tập trận liền thì quý vị hiện nay thì coi như là nam hàn và bây giờ cả nam hàn nhật bản tập trận là dưới sự phối hợp của hoa kỳ là bởi vì tất cả hai quốc gia này đều sử dụng vũ khí của hoa kỳ nhưng mà thời gian gần đây thì nam hàn lại trỗi lên trở thành một trong 10 quốc gia có mức xuất cản vũ khí lớn nhất thế giới Ngược lại, Nhật Bản cũng đang rụt rịch có thêm những cái loại vũ khí do họ sáng tạo ra. Do đó thì cần có sự phối hợp chung với Hoa Kỳ là như vậy nha. Yeah. Rồi tiếp tục. Wow. À. Nga có thể làm tuần với lại Wagner coi đánh bà Lan không? Chưa biết được, tôi đã nói quý vị, tất cả các kịch bản đều nằm trên bàn. Và chính Jens Stoltenberg là tổng thư ký của liên minh NATO cũng nói rằng còn quá sớm để đưa ra kết luận. Do đó, giờ phút này chúng ta chỉ biết nó là một cuộc binh biến thất bại và sau cái thất bại này thì uh, Prigozhin đã chuyển tất cả lực lượng của ông ta qua cái bên phía Belarus thì cái đó là cái uh, trên quy tắc và trên hình ảnh và trên thực tế nhưng thật sự cuộc binh biến này là thật hay giả cuộc binh biến này là một cái trò diễn kịch hay là thực tế thì chúng ta không biết và nhưng có điều điều mà chúng ta xác nhận là trước khi mà có cuộc binh biến này thì Nga đã khai triển đầu đạn nguyên tử và hạt nhân tới Belarus rồi bây giờ tự nhiên tới nhóm Wagner tức là nhóm lính đánh thuê này cũng có mặt tại Belarus thì tôi thì tôi không nghĩ rằng nó có điều trùng hợp <laughs> mà tôi nghĩ rằng nó có chủ ý nhưng mà chưa biết nó như thế nào bây giờ còn quá sớm để đưa ra kết luận nha yeah. rồi tiếp tục À... Tờ South China Morning Post đưa tin Okinawa người Trung Quốc ở đó như nếu như Nhật kích động Đài Loan độc lập thì Trung Quốc sẽ làm điều uh, tương tự kì uh, thị trưởng của tỉnh này đến thăm Trung Quốc anh Phong nghĩ sao? Thật sự quý vị, cái đó là cái thật sự tuyên truyền của Trung Quốc qua tờ South China Morning Post thôi. Tờ báo này tôi nói quý vị, có những tin tức chúng ta có thể verify được, nhưng mà có những cái bài bình luận thì chúng ta không tin được tại vì bình luận nó luôn thiên về phía của à, Bắc Kinh. Thật sự ở Okinawa nó có một cái giai đoạn là người dân Okinawa phản đối sự hiện diện của lực lượng quân sự Hoa Kỳ. Nhưng mà trong hai chục năm nay Hoa Kỳ đã cải thiện rất nhiều và giờ đây gần như là lính Mỹ và dân Okinawa là chung một công dân. Tại vì quý vị chưa có dịp tới Okinawa ngày xưa thì nó có sự khác biệt về văn hóa và người Mỹ lúc cách đây hơn 20 năm đó họ cũng không hiểu nổi khi binh sĩ của họ tới đó cũng không có am tường cái văn hóa của người gốc Á đặc biệt là của Okinawa. Thì có những cái cuộc xung đột thời điểm đó. Nhưng tới bây giờ đó quý vị, 20 năm Mỹ đã improve tức là đã cải thiện những binh sĩ của Mỹ được khai triển qua Okinawa. Họ đều nắm rõ cái văn hóa của người bản xứ. Và thứ hai có nhiều binh sĩ Mỹ ở Okinawa bây giờ họ nói tiếng Nhật còn rành hơn cả tiếng Mỹ nữa và thứ ba là họ sống nhiều có những binh sĩ sống cả chục năm ở bên đó rồi họ gần như là công dân của Okinawa rồi do đó những cái bài viết của South China Morning Post là cố tình chia rẽ thôi nhưng mà họ không biết được thực tế ở tại Okinawa như thế nào họ đem câu chuyện của hai ba chục năm trước lên họ khơi dậy thôi còn bây giờ quý vị tôi nói quý vị đó là dân Okinawa dân Nhật ở Okinawa và dân và à, các cái um, vợ con của binh sĩ của Mỹ đó bây giờ họ sống hòa đồng với nhau giống như là một dân tộc vậy giống như là một chung một dân tộc vậy do đó nó không có vấn đề xung đột gì cả cái này là do tờ South China Morning Post nó cố tình đem những câu chuyện của ba chục năm trước thì 30 năm trước, cái lực lượng và cánh tả nó không muốn Mỹ có mặt. Nó đuổi Mỹ ra khỏi Philippines. Nó đòi đuổi Mỹ ra khỏi Nam Hàn và Nhật Bản luôn. Thì quý vị, nhưng mà bây giờ chứng minh rằng sự hiện diện của Mỹ quá tốt và đặc biệt là cái biến cố mới nhất là cái xe ca cư. Người Nhật họ rất bảo vệ cho cái xe ca cư. Tức là Trung Quốc gọi là điếu ngư đó. Thì nhờ có sự hiện diện của Hoa Kỳ. Do đó, những cái bài báo của South China Morning Post chẳng qua là nó thọc kệ bánh xe thôi nha. Rồi, trung cộng không có kinh nghiệm sử dụng à, kinh nghiệm chiến tranh nhưng chúng sử dụng hạt nhân vào đài loan thì sao chú phong? Thứ nhất là nó có quyền, nhưng nó cũng chưa có kinh nghiệm sử dụng nguyên tử luôn. Còn hoa kỳ có à? Hoa kỳ có kinh nghiệm sử dụng nguyên tử à? Trung quốc chưa có kinh nghiệm chiến tranh và cũng chưa có kinh nghiệm sử dụng nguyên tử luôn. Bây giờ họ chưa dám thử. Họ thử đi lỡ bắn lên cái nó chưa kịp bay qua Đài Loan nó nổ ngay trên lãnh thổ Trung Quốc thì sao? Tại vì Trung Quốc đâu có kinh nghiệm này. Miệng thì nói rằng là sở hữu 350 cái đầu đạn siêu lô đó. Nhưng mà họ có bao giờ thử được chưa? Họ có bao giờ gọi là thử được chưa? Nhưng mà Mỹ thì có rồi đó. Thì họ có quyền thử đi. Và Trung Quốc để coi coi Trung Quốc có dám thử hay không. Và giống như tôi nói. No first strike. Right. Đó là luật bất thành văn. Nước nào dùng trước thì nước đó diệt vong. Nha. Rồi tiếp tục. Tôi nghĩ Warner về sau này làm con dê tế thần. Bất kỳ một lực lượng lính đánh thuê nào đều là con dê tế thần hết. Tại vì họ 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 đem sinh mạng họ ra đổi thành tiền. Tức là họ đi chiến đấu cho những người thuê mướn họ. Để họ đổi thành tiền. Sinh mạng của họ có thể mất bất kỳ giờ phút nào. Và khi mà nhận được cái hợp đồng đó Thì họ đã phải ký trong hợp đồng Tức là có lúc họ trở thành dê tế thần Có lúc họ sẽ tử trận xa trường Họ phải chấp nhận điều này với cái mức lương trả cao Tất cả lính đánh thuê trên thế giới này đều như vậy hết Tất cả lính đánh thuê trên thế giới này Kết cục họ Một là chết ở trên ở trên bãi chiến trường Còn hai là trở thành dê tế thần Họ chấp nhận chuyện đó mà đó là quy tắc của lính đánh thuê mà nha rồi à không có Mỹ hiện diện tại châu Á Thái Bình Dương thì ông Trung Quốc đã vươn rồi từ tới, tới đâu rồi thật sự quý vị nhờ có sự hiện diện mà nó kềm chế được sự bành trướng của Trung Quốc nếu không có sự hiện diện của Hoa Kỳ và chuyển trục sớm bây giờ đó quý vị thì tôi nghĩ rằng là trong vòng một thập niên nữa toàn bộ Á Châu đều nằm dưới sự chi phối của Trung Quốc toàn bộ luôn từ kinh tế quân sự cho tới kỹ thuật. Trung Trung Quốc sẽ à, sẽ control hết. Và quý vị, Trung Quốc control thì nó nguy hiểm hơn là Mỹ. Bởi vì Mỹ vẫn tôn trọng cái thị trường tự do, nhưng Trung Quốc mà đụng tới cái đảng cầm quyền đó, nó trừng phạt một cái là nước đó bị đóng cửa kinh tế luôn. Nếu lệ thuộc vào Trung Quốc. Do đó quý vị, sự hiện diện của Hoa Kỳ là cần thiết nha. Rồi tiếp tục có Hoa Kỳ ở đâu thịnh vượng tới đó Còn Trung Quốc đi tới đâu là nghèo mạt tới đó Tại vì Trung Quốc giống như thực dân Giống như ngày xưa người Pháp cai trị Việt Nam Tức là họ hút tài sản của quốc gia đó Về quốc gia của họ Trung Quốc cũng vậy Còn Mỹ khác Mỹ đi tới đâu là chia sẻ sự thịnh vượng tới đó Hai cái khác nhau Trung Quốc thì nó đi tới đâu là nó hút tài sản của nước khác tới đó Nó giống như hấp tinh đại Pháp vậy còn người mỹ khác người mỹ họ biết được cái giá trị lâu dài là sự thịnh vượng phải được chia sẻ chung đó là cái quy tắc mà nước mỹ trở thành hùng mạnh trên thế giới là như vậy là bởi vì nước mỹ biết chia sẻ sự thịnh vượng còn trung quốc thì không có nha à ok rồi à Lính đánh thuê một tháng lãnh được bao nhiêu tiền về anh Tùy theo cái hợp đồng <laughs> thì đó quý vị thấy rồi đó Vừa rồi đó lại bút tin lên tiếng Kể cả hợp đồng thuê mướn Kể cả những cái hợp đồng mà chuyên chở Tổng cộng trong một năm Là lực lượng Wagner nhận tới 2 tỷ Mỹ Kim Gần 2 tỷ Mỹ Kim Thì cứ vị lấy con số đó ra Cứ vị chia cho 25.000 binh sĩ Thì quý vị sẽ có được con số 25.000 binh sĩ của Wagner lực lượng lính đánh thuê họ chiến đấu vì tiền mà một chuyến đi của họ là vài chục ngàn đô la cho một chuyến đi một tháng hay sáu tháng một tháng thôi một tháng có thể được vài chục ngàn đô la và lính đánh thuê thường thường họ làm việc theo ngày quý vị tức là trả lương ngày cho họ ví dụ như họ nhận cái chớp đó một tuần lễ là sẽ thực hiện một cái sứ mạng nào đó họ hoàn tất trong vòng một tuần lễ hay một tháng thôi là tối đa và cái mức lương của họ mỗi một người nhận có cả chục ngàn lên cả trăm ngàn mỹ kim có khi lên cả triệu mỹ kim tùy theo cái job là cái gì nữa nha rồi tiếp tục à khi nào trần nhật phong đi nhật sẽ có điều hay và mọi người sẽ hiểu biết nhiều hơn thì tôi nói với quý vị là năm nay là tôi có thể tôi sẽ bay tới okinawa cuối năm nay có thể tôi bay tới okinawa là bởi vì có một hai cái à, à, cái công việc bên đó và sẵn dịp thì cho quý vị hiểu tại vì ngay cái câu chuyện của Okinawa nó có nhiều cái à, à, câu chuyện hay lắm và thứ nhất tôi thích Okinawa ở chỗ là bởi vì nó có nhiều à, à, nó có nhiều à, nó có nhiều núi đồi nó có nhiều cái à, màu xanh tôi thích thì quý vị Okinawa là một cái nơi mà tôi muốn tới là bởi vì nơi đây có nhiều cái đặc biệt lắm nha rồi à, trong lịch sử hoa kỳ muốn từng muốn sử dụng hạt nhân nếu trung quốc tấn công đài loan theo chú phong sự bảo đảm này của hoa kỳ còn quyết tâm như trước không thật sự tôi đã nói quý vị tất cả lực lượng của hoa kỳ và đồng minh có mặt tại ở châu hiện nay là tăng cường mức kềm chế tăng cường mức kềm chế là gì có nghĩa là họ phô trương tất cả sức mạnh quân sự để răng đe và không để cho trung quốc à, liều lĩnh tấn công hay liều lĩnh mở một cuộc chiến họ bắt trung quốc phải suy nghĩ rất cẩn thận nếu như muốn mở cuộc chiến, bởi vì mở cuộc chiến thì cái hậu quả họ lãnh sẽ khủng khiếp của vô cùng. do đó cái điều mà hiện nay Hoa Kỳ đang làm là tăng cường khả năng kềm chế. có nghĩa là họ sẽ cho Trung Quốc thấy nếu như mà liều lĩnh tấn công, hậu quả không những là kinh tế xã hội mà ngay cả cái đảng cầm quyền cũng có thể biến mất lên trên trên trái đất này luôn. họ tăng cường như vậy là để cho Đảng Cộng sản Trung Quốc biết mà thủ thân, đừng có làm ẩu đó là cái chiến lược bây giờ của joe biden do đó quý vị đặt ra những cái tiêu đề nó chưa phải đúng lúc nó chưa đúng lúc và đài loan không ngồi đó để chờ hỏa tiễn nguyên tử của trung quốc bắn vào lãnh thổ của họ nên nhớ là như vậy do đó quý vị tất cả những cái gì mà trung quốc hù dọa bây giờ chỉ là cái trò tuyên truyền của cộng sản trung quốc thông qua cộng sản việt nam thôi Thật sự Trung Quốc rất sợ chiến tranh. Nói thẳng quý vị luôn. Trung Quốc rất sợ chiến tranh tại vì chiến tranh sẽ ảnh hưởng tới quyền lực cai trị. Nhưng tại vì họ ở thế không còn chọn lựa thôi. Cái cuộc chiến Đài Loan là ở thế không còn chọn lựa. Cái quốc gia bây giờ sợ chiến tranh nhất chính là Trung Quốc. Tại ơi, chiến tranh sẽ tàn phá tất cả những gì họ đang có hiện nay. Tất cả những gì họ xây dựng, họ làm tất cả mọi thứ nó sẽ bị tàn phá trong vòng vài tháng chiến tranh thôi. Họ xây dựng 30 năm chỉ mất vài tháng là nó tàn phá tất cả mọi thứ. Cho nên nếu mà nói sợ chiến tranh nhất là Trung Quốc. Nhưng bởi vì họ ở thế không còn chọn lựa. Vấn đề là họ cân nhắc khi nào thôi. Và họ cân nhắc cái mức độ của cuộc chiến này làm cách nào không ảnh hưởng tới cái chế độ cai trị trong nước. Đó là sự cân nhắc của họ thôi. Ok? Rồi tiếp tục à Rồi à vào wow, lướt qua một số nếu Trung Quốc mà manh động thì Đài Loan nhắm vào yếu điểm đập tâm hiệp luôn mỗi lần ông Trung Quốc hiếu chiến là hào nội bị đi ngang em biển Đài Loan là ông im ngay thật sự quý vị hiện nay là Hoa Kỳ gia tăng mức kiềm chế và quý vị đập tâm hiệp không phải là chỗ quan trọng quý vị nghe mấy thằng youtuber nó ngồi nó ca cẩm tầm bậy tầm bạ Ok quý vị cái địa điểm quan trọng nhất mà Đài Loan cân nhắc nhiều nhất là Bộ Chỉ huy miền Nam nằm ngay tại Quảng Đông. Và Bộ Chỉ huy ở miền Đông kéo dài cho tới Thượng Hải. Đây là những cái địa điểm rất quan trọng mà Đài Loan cần phải tấn công nếu như có cuộc chiến xảy ra. Tại vì mình phải đập vào đầu của những kẻ, những cái nơi có khả năng bắn súng, còn những cái nơi có khả năng pháo kích vào lãnh thổ của mình. Chứ đập tam hiệp đâu có đâu có con khỉ gì ở đó đâu. Mình bắn nó một quả vào đập tam Hiệp Nó bắn mình cả ngàn quả vào lãnh thổ của mình Cái điều quan trọng nhất Trong cái chiến lược quân sự Là phải đập đầu những cái nơi có khả năng tấn công mình Chứ không phải đập đầu vào những cái nơi Mà nó chả có cái gì cả Cái mà Đài Loan đang e ngại nhất Là bộ chỉ huy miền miền Nam đó Ngay Quảng Đông đó Nó nằm ở phía sau và mỗi một ngày Nó xâm nhập vùng nhận dạng phòng công của Đài Loan đó Nơi đây mới là nơi quan trọng Chứ không phải là đập tam hiệp con khỉ gì hết và tôi đã nói với quý vị rất nhiều lần rồi ok rồi cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho buổi sáng ngày hôm nay phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel, xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!